không biết thì thả bao nhiêu. Sau sau này á chú thả con năng lượng mặt trời 7 ngựa rưỡi. Chú bỏ tiền ra là phải làm cho đúng. Dạ dạ. JCB còn lại con để cái bên á. Chào các bạn, đúng rồi, trở lại với kênh Solo Vương Hạnh nha. Hôm nay anh em chúng tôi có mặt tại Cẩm Mỹ đây. Trời vừa tối luôn rồi. Anh em chúng tôi làm tới đêm luôn các bạn. Tới đêm luôn, tới thui luôn rồi này. Này qua sáng ngày hôm sau anh em chúng tôi mới về cái bờ bên này. Trời kéo mới nổi rồi. Khá sâu. Đây là vườn sầu riêng của chú này. Đang sổ nhị à, số cây sổ nhị kìa. Để dùng trời để kéo cái bơm lên này. Đấy. Bây giờ mấy anh em tôi vừa thả bơm xong mà. Còn hơi không chú? Thiếu rồi hả? Rồi đám chiều. Thả tới thả bao nhiêu, 100 mét chưa chú? Hả? 100 mét rồi. Nó chạy là full công sức rồi, 50 rồi. Mỗi ngày mình thả 5 ngựa được rồi. Hả? Cái giếng của chú hả? Giếng của chú không biết như thế nào nhưng mà thấy ống chắc có thể là 5-7 ngựa được. Được, đạt được. Không biết gì nữa. Vậy thì chỉ đạt được tầm 60 mấy. Tầm 60. Tầm 34. Thế thôi. Có cách nào cho nó bơm này hả? Bơm này 4 ngựa thì chỉ vậy thôi, không mạnh hơn được nữa. Còn nếu mình thả 5 ngựa được. Bơm này chỉ thả hả? Không biết thì thả bao nhiêu cũng được. Dàn pin của chú là dư chạy 7 ngựa rưỡi. Dư chạy hả? 7 ngựa rưỡi luôn. Chứ con bơm mà 3-4 ngựa thì cũng bằng bơm của chú thôi. Nhưng mà mọi cái là cái bơm này bơm giống bình thường của chú chưa? Bơm 4 ngựa như nhau, ngựa như nhau. Cái này thả cả 7 ngựa cũng được chứ. Nhưng mà tại vì con đâu có mang theo đâu. Chứ mang gì đây thôi. Tính sao? Chú muốn mạnh hơn là phải bơm lớn hơn, giống như hôm qua anh Tiến tư vấn cho chú vậy á. Như ở độ sâu này á, chú thả con năng lượng mặt trời 7 ngựa rưỡi. Bên con là nó lên là cái ống này. Không rồi, không phải căng hơn ống này. Muốn mạnh hơn là phải chơi bơm lớn rồi. Chứ bơm này thì nó chỉ vậy thôi à, 4 ngựa chỉ vậy thôi. Cho vô hồ. Trục. Sao giờ nó bắn xa chứ vậy? Sao hồi nãy nhìn thấy nó lắm mà giờ nó bắn xa vậy? Hồi nãy cũng à, mình hay mình kéo lên xíu không? Không phải đâu hả? À. Vậy là mạnh rồi. Làm hồ bơi luôn ha. Vậy anh Tiến làm một bộ y vậy. Để cho thằng Ken nó bơi. Hồ này 350 hả? 150. Ba cục
40 luôn. Làm cái hồ này không phải là mục đích là hồ bơi, nhưng mà cái hồ này mục đích là để tưới cây sầu riêng, nhưng mà tận dụng để bơi luôn. Sao chú thấy bơm sao chú? Ok không chú? Ok. Chứ nãy lúc đầu lên thấy cỡ này thấy cũng hơi kỳ kỳ. À. Chú bỏ tiền ra, chú bỏ tiền ra là phải làm cho đúng. Dạ dạ. Thì nếu mà chú lắp cái bơm kia vô mà nó ấy quá thì chú có thể giảm kia hoặc là giảm van, giống như anh Tiến chị á, à, giảm van. Còn không cái mình đấu vô cái đấu với CB, còn lại con còn để cái bên á. Dạ dạ. Dạ mà xanh không cần tắt, chỉ cần bấm tắt bên con EVT với cái cũng cần là được. Thôi đầu xuân cho con đến đây lắp cho chú một cái bơm, chúc chú mùa màng thuận lợi. Cháu cũng chúc chú cũng chúc cháu là đi làm ăn càng ngày càng nhiều hơn nữa. Dạ, cảm ơn chú. Hầu này lâu chưa hả anh Tiến? Mười mấy năm. Mười mấy năm rồi hả? Trời ơi, năm ngoái vô mớ ha. Vô mấy khúc ha. Sướng.